mọi người, mình là Minh Huyền. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một dòng máy phun xương khử khuẩn Olab Kawasaki KS50, sản phẩm mang thương hiệu của Nhật Bản và được phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần công nghệ Vinmec. Có công suất lớn lên đến 1.200W, có áp lực phun mạnh với lưu lượng phun từ 150 đến 260 ml trên 1 phút. Máy được thiết kế nhỏ gọn với chất liệu nhựa cao cấp, giúp chịu nhiệt tốt, không bị ăn mòn bởi hóa chất. Kawasaki KS50 cho ra hạt xương nhỏ mịn, mang lại hiệu quả cao trong công tác phun khử khuẩn khử trùng. Xin hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy này. Khiến các bạn mở nắp cho thuốc và nước theo tỷ lệ đã pha vào trong dung và trong bình và đóng kín nắp bình lại. Tiếp theo đến, bạn sẽ kết nối nguồn điện. Sau đó mình sẽ bật công tắc. Ở trên phần công tắc có hiển thị O là trạng thái đã tắt và Y là trạng thái mở. Mình sẽ thay đổi độ mịn của giò xương bằng cách điều chỉnh núm. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, mọi người hãy liên hệ qua số điện thoại 02438383456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.